đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Và bây giờ đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng, con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên xin lễ chư tôn Thiền Đức Tăng, xin lễ đại đức Pháp Trang. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 379. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Đức Thành Lão Thầy Giác Sở Quân Đà Mục Buddho Mahesi Arahan Tathagato Lo Kutabo Sapagaru Hichet Sapolo Kasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narappu. Cái này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, Tứ Đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lãnh lễ Phật Tân, đảng cho thiên chung, nhân dân cúng dường. Thầm mô bà đi bồ vi a tá sa sa thu nô lô ca na man tha sa vi na ca rô cô sa pa nhu bú thập bà ti phù thi san nha tô hoàn đà ma hành tăng na ra phù. Cái này giá cần, pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh, phá tan làm đặc dưỡng sinh, đầy Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang, đáng cho công chung nhân gian cúng dường. Sân khô vi số thô su a ta sa sa quá cô sê kha su ca mô quá ra thầm ma sê kha cô nền đà vá sân sa đi a na đa rô quá rô hoành đà ma hành tăng na ra phù. Cha này gia cần tăng bảo thinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin lễ tăng hy đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Ra tành nát tây giá tê chê ná sê kha mê ê tu á tha năng tá xà phí a nú pa quê ná sá hạ xà dê. Nó sẽ chặt tốt cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật vi danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 379. Bây giờ chúng ta xin đọc trước ha. Atana cho đa giác ta năng, Atana cho đa giác ta năng, Atana cho đa giác ta năng. Câu số 2. Bati ma se atamattana, Pati ma se atamattana, Pati ma se atamattana. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Attana cho đa giác ta năng, Pati ma se atamattana, Attana cho đa giác ta nam bati ma se attamattana, attana cho đa giác ta nam bati ma se attamattana. Bây giờ qua câu số 3 và câu số 4. So attagutto sati ma, so attagutto to sati ma, so attagutto sati ma. Câu số 4. Sukham
khu vi hà hi si xúc khẳng phê khu vi hà hi si xúc khẳng phê vi hà hi si. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3 và câu 4. So attagut to sati ma xúc khẳng phê khu vi hà hi si so attagut to sati ma sukham bhikkhu viha hi si so attavutto sati ma sukham bhikkhu viha hi si. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn này. Attana cho dayatta nam bati ma se attamattana so attavutto to sati ma su khang phikhu viha hi si attana cho dayatta nam bati ma se attamattana so attavutto sati ma su khang phikhu viha hi si. Đó là cái đọc thứ nhất ha. Cái đọc thứ hai, attana cho dayatta ta nang bati ma se attamattana so attagutto sati ma sukham bhikkhu viha hi si attana cho dayatta nang bati ma se attamattana so attagutto sati ma sukham bhikkhu viha hi si. Như vậy trong cái giọng đọc chúng ta có hai cách đọc. Một cách đọc thứ nhất là chúng ta đọc nguyên bài ha. Cách đọc thứ hai chúng ta dừng lại cuối câu số 2, bởi vì nó là một trường âm attana ha. Chữ na là một trường âm thông thường và chúng ta dừng lại đó. Như vậy thì cách đọc thứ hai dễ đọc hơn ha. Đọc một lần hai câu dễ hơn là đọc nguyên một câu. Rồi, đó là giọng tin. Bây giờ qua giọng kể. Một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai ha. Chúng ta đọc một lần hai câu ha. Đừng bao giờ đọc từng câu một ha. Giọng kinh hay giọng kể, chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu để bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Cho nên mà đọc một câu một ha thì nó có vẻ rời rạc, nó không có mạch lạc. Giờ qua giọng kệ ha. Attana cho dayatta nam bati ma se attamattana so attagutto sati ma sukham bhikkhu viha hi si attana cho dayatta nam bati ma se attamattana so attagutto sati ma dù khâm thích khu vì ha thì xì anh ta na chô đa gia ta năng bà ti ma xê anh ta mất ta na số anh ta vốn tô sa ti ma dù khâm thích khu vì ha thì xì. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Rồi, xin mời Sư Kim. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tư nữ, giáo viên Phật tử. Trước hết con xin cảm ơn Sư đã bỏ thời gian và sức khỏe để chỉ cho chúng con đọc cái bài kệ Pháp Cú 379 này. Ba người Hồng Thị Kim Dung, Hồng Dung Dung. Tôi có gửi cái message cho cô đó, cô vô cô coi ha.
Dạ cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu, đã nghe rõ bốn người du sức qua cầu rồi, và âm thanh không có bị trục trặc ha. Dạ con xin trả bài ạ. Kinh Pháp Cú 379. Chạy tự rất chạy trên lầu lên mệt cũng sao. Đi thở chút đi sư. Bữa nay sao sư nói cho con liều mạng đó sư. Bữa nay sư quên ha. Con có một mạng thôi mà sư nói con liều mạng thì kỳ này chắc con chết chắc rồi. Chắc chết chắc không còn mong chi sống nữa. Có một mạng thôi mà không biết giữ mạng, liều mạng chắc chết rồi. À, con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 379. Attana cho đa dắt ta năng pati ma se attamattana so attagupto satima sukhang phi kuviha hi si attana cho đa dắt ta năng pati ma se attamattana so attagupto satima sukhang phi kuviha hi si. Phân tích câu 1, câu 2. Ác chừng âm nhắn, tá đoạn âm, na chô, hai chừng âm thông thường, đá đoạn âm, dắt chừng âm nhắn, ta chừng âm thông thường, năng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, câu 2. Bá tí hai đoạn âm, ma xê, hai chừng âm thông thường, ác chừng âm nhắn, tá đoạn âm, mắt chừng âm nhắn, tá đoạn âm, na chừng âm thông thường, đọc lại câu 1, câu 2. Ác ta na chô, đá dắt. Ta nặng bắt đi mà sẽ ác ta mắc ta nà. Cầu 3, cầu 4. So ác ta gúc tổ sắp đi mà xúc khẳng phí cuối hà hí xí. So trường âm thông thường, ác trường âm nhắn, tá đoạn âm, gúc trường âm nhắn, tô trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, mà trường âm thông thường. Cầu 4, xuống đoạn âm, đoạn âm, chứ không phải đoạn âm, xuống đoạn âm. Khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phí trường âm nhắn, khú quý hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, hí xí hai đoạn âm, đọc lại câu 3, câu 4. So attagupto satima sukhang phí quý ha hí xí. So attagupto satima sukhang phí quý ha hí xí. Đọc lại nguyên bài từ 1 đến câu 1 đến câu 4. Attana cho đã dắt ta nàng patima se attamattana so attagupto satima sukhang phi kuviha hi si attana cho đã dắt ta nàng patima se attamattana so attagupto satima sukhang phi kuviha hi si. Bây giờ ca kể. Attanacho da yattanang patimase attamattana so attagupto satima sukhang kiku vihahisi attanacho da yattanang patimase attamattana so attagupto satima sukhang kiku vihahisi. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con mình, trời chèn đét ơi, chết chắc rồi. Sư đi nghỉ rồi sư ha, sư chắc đi uống cà phê, uống nước gì hả sư ha. Còn không thấy mấy cái bông hướng dương tuyệt đẹp của đầu trường, chắc không có chuyện gì đâu hả sư ha. Thôi con cũng cảm ơn sư ghi. Dạ cảm ơn quý vị đã cho bông qua ha. Mời quý vị khác lên đọc tiếp nha. Chạm mic lại nha. Alo, Sĩ Kim. Phân tích thì chính xác, nhưng mà khi nãy chúng tôi đã nói, đọc một lần hai câu So attagupto satima. Tại sao lại tại dừng ở chỗ này? Còn cái câu cuối sukhang pikkhuviha hissi, đọc một lần hai câu thì tương đối nó dễ, chứ đâu phải khó đâu. Nhưng mà tại sao đâu phải là hụt hơi ha? Cái kim thì hơi rất là dài, nhưng mà đọc nhắc gừng, tức là đọc từng câu một thì chúng ta nghe cái ý nghĩa nó không trọn vẹn ha. Ở đây cuối câu số 2 nó là trường âm. Vậy thì chúng ta đọc một lần hai câu tương đối
thoải mái. Có những bài khó thì chúng ta mới nhắc dừng ha. Chúng ta dừng lại khi mà chúng ta hụt hơi. Còn bây giờ hơi sức vẫn còn khỏe mà chạy lên lầu, chạy lên, chạy xuống, tập thể dục một buổi chiều như vậy thì sức khỏe dồi dào. Tại sao mà so attakutto satima sukham pikkhuha hissi? Chỉ có hai câu như vậy mà đọc tới satima hay là thấy ma rồi sợ, dừng lại. Cố gắng ha, đọc lần hai câu. Đọc một lần hai câu thì chúng ta thấy nó dễ chứ không có khó. Nhưng mà Sĩ Kim muốn để trên đạo tràng chúng ta có nhìn thấy cái chỗ đó hay không. Rồi bây giờ xin mời vị khác. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Attana chô đa yát tà nàng bát ti mà sê attamattana sô attavutto sati mà su khẳng phích khu vi hà hi si attana chô đa yát tà nàng bát ti mà sê attamattana sô attavutto sati mà su khẳng phích khu vi hà hi si. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, chô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, giác là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2, bá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, c là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Attana chô đa yát tà nàng bát ti mà sê attamattana. Câu 3 và câu 4. So là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, gút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Sú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phích là trường âm nhấn, khú, quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, hí, xí là hai đoạn âm. Sô attavutto satima su khẳng phích khu vi hà hí xí. Con xin đọc lại nguyên câu. Attana chô đa yát tà nàng bát ti mà sê attamattana sô attavutto satima su khẳng phích khu vi hà hí xí. Attana chô đa yát tà nàng bát ti mà sê attamattana sô attavutto satima su khăng phích khu vi hà hi si. Attana chô đa yát tà nàng bát ti mà sê attamattana sô attavutto satima su khăng phích khu vi hà hi si. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 379. Attana
Chô đa giác ta năng phá tí ma xê áp ta mát ta ma. Chô áp ta hút tô sát tí ma su hằng phích khu vi hà hi si. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Áp trường âm nhấn, tá bằng âm, na chô hai trường âm thông thường, đá bằng âm, giác trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá tí hai bản âm, ma tê hai trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, tá bản âm, mát trường âm nhấn, tá bản âm, na trường âm thông thường. Anh xin đọc lại câu 1, câu 2. Áp ta ma chô đá giác ta năng phá tí ma xê áp ta mát ta na. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Chô trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, vút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, tá tí hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, chú đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thích trường âm nhấn, ứ ví hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, tí tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sô áp ta hút tô sa ti ma su khăn phích khu vi hà hi si. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 379. Áp ta na chô đá giáp ta năng tha ti ma se áp ta mát ta na. Sô áp ta hút tô sa ti ma su khăn phích khu vi hà hi si. Ta na chô đá giáp ta năng phá tí ma xê áp ta mát ta na. Chô áp ta hút tô sa tí ma su khăng phích khu vi hà hi si. Áp ta na chô đá giáp ta năng phá tí ma xê áp ta mát ta na. Chô áp ta hút tô sa ti ma su khăng phích khu vi hà hi si. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỉ kheo tự phòng hộ, chánh niệm thú an lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai con xin chu sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính bản lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính bản lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Pháp Trang, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài về câu pháp cú 379 ạ. Áp ta na chô đá giáp ta năng ta tí ma xê áp ta mát ta na xô áp ta vút tô sát tí ma xuất khẳng xích khu ni hà hi si. Áp ta na chô đá giáp ta năng ta tí ma xê áp ta mát ta na so áp ta vút tô sát tí ma su khăng thích khu vi hà hi si. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Áp ta na chô đá giáp ta năng ta tí ma xê áp ta mát ta na. Áp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, chô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá tí là hai đoạn âm, na xê hai trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, áp ta na chô đá giáp ta năng tát tí ma xê áp ta mát ta na. Dạ, có phân tích câu 3 và câu 4. So áp ta vút tô sát tí ma xuất khăn thích khu hi hà hi si. So là trường âm thông thường, áp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, vút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, xúc đoạn âm, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thích trường âm nhấn, hú quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, hí, xí,
hai đoạn âm. So attagutto satima sukhang tikku viha hisi. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 379. Attana cho dayatta nang patima se attamattana so attagutto satima sukhang tikku viha hisi. Dạ con xin đọc kệ ạ. Attana cho dayatta nang patima se attamattana so attagutto satima sukhang tikku viha hisi. Attana cho dayatta nang patima se attamattana so attagutto satima sukhang tikku viha hisi. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỉ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ có gì sai xin sư sửa giùm con. Dạ cảm ơn Nguyệt Huỳnh đã post bài ạ. Dạ con xin xuống mic xin nhường cho bạn kế tiếp ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn, xích họ Mai. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tâm Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tịnh tâm thiện vũ, Kim Nhung và Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, lễ Đức Pháp Trang, cùng chi tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ lâu lắm con mới thấy đại đức pháp trang vào đạo tràng. Dạ sư có trước máy không bạch sư, sư có thể cầm mic được không? Nếu sư có thể cầm mic được, sư có trước máy sư cho con xin một tín hiệu ạ. Con xin thay mặt đạo tràng cung tỉnh sư cùng với chúng con ôn bài pháp cú kinh sở 379 ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư, dạ đại đức pháp trang có trước máy không bạch sư? Rồi sư để cái nít ta cho đẹp đạo tràng thôi. Dạ Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ phúc hạnh. Dạ bây giờ cô có bận không, cô có thể cầm mic được không? Cô có thể cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Rồi, kính mời cô nha. Nhật Quỳnh sẽ post bài lên cho cô. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Thank you.
Dạ cô, trong khi chờ đợi cô phúc hạnh, Nhật Quỳnh kính mời Tịnh Tâm. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ mô Phật, con dạ con đọc được không cô Nhật Quỳnh? Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, và con kính chào quý đạo hữu. Sau con xin đọc bài kinh Pháp Cú 379. Atta na chồ đa dắt ta nằng ba ti mà chề atta mắt ta nà sồ atta gút tồ sa ti mà su khẳng phích khu quýt hà hi ri hi si. Atta na chồ đa dắt ta đa dắt ta nằng ba ti mà chề atta mắt ta nà sồ atta gút tồ sa ti mà su khẳng phích khu quýt hà hi si. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích luôn ạ. Atta na chồ đa dắt ta nằng ba ti mà sề atta mắt ta nà. Atta na chồ đa dắt ta nằng ba ti mà sề atta mắt ta nà. Dạ at là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, na là trường âm thông thường, chô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, dắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, ma xề là hai trường âm thông thường. Là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc. Atta na chồ đá dắt ta nằng bá tí mà xề atta mắt tá na. Con xin đọc câu số 3 và câu số 4 phân tích luôn ạ. So atta gutto sati ma su khang phích khu quýt hà hi si. So atta gutto sati ma su khang phích khu quýt hà hi si. Con xin phân tích. So là trường âm thông thường, at là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, gut là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, mang là trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thích là trường âm nhấn, khú đoạn âm, quý 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 là đoạn âm, ha trường âm thông thường, hí xí hai đoạn âm. Dạ con xin đọc hết lại ạ. Ta nà chồ đá dách ta nằng bá tí mà chề ác ta mắt ta nà. Sồ ác ta gút tồ xá tí mà xuống khẳng phít khu quýt hà hí xí. Ác ta nà chồ đá dách ta nằng bá tí mà chề ác ta mắt ta nà. Sồ ác ta gút tổ sa ti mà su khẳng phít khu quy hà hi si. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỉ kheo tự phòng hộ, chánh niệm chú an lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Và con cũng xin kể. Atta na chô đa gia ta năng ba ti ma chê atta mắt ta mang nam
So anta gut to sati ma su khang bhikkhu vithahise. Dạ con đọc xong rồi, dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Và con kính xin ngài chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm cho con ạ. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Và dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết tín hiệu là âm thanh rõ. Và dạ, niệm từ xin phân tích và đọc bài câu pháp cú 379 hôm nay. Attana chô đa dắt tà năng bá tí mà xê ác tá mát tá nà sô ác cú tô sá tí mà sú khăn phích khu vi hà hi sĩ. Attana chô đa dắt tà năng bá tí mà xê ác tá mát tá nà sô ác cú tô sá tí mà sú khăn phích khu vi hà hi sĩ. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Attana chô đa dắt tà năng bá tí mà xê ác tá mát tá nà. Câu số 1, ác là trường âm nhấn, tá là trường âm, na là trường âm thông thường, chô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, giác là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, bá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, xê là trường âm thông thường, ắc là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Và bây giờ con phân tích câu số 3 và câu số 4. So ắc ta gút tô sa ti ma su khăn phích khu vi hà hi si. Câu số 3, so là trường âm thông thường, ác là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, good là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Và câu số 4, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, quý là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại. Attana chô đa dắt tà năng bá tí mà xê ác tá mát tá nà sô ác tá gút tô sá tí mà su khăn phích khu vi hà hi sĩ. Attana chô đa dắt tà năng bá tí mà xê ác tá mát tá nà sô ác ta gút tô sa ti ma su khăn phích khu vi hà hi si. Dạ con xin kệ câu pháp cú 379. Atta na chô đa dân ta nam ba ti ma se atta mang ta na so ang ta gút tô sa ti ma su khăn phích khu vi hà hi si. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Đó là bản chữ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và đọc xong, con có sai mong ngài và đạo tràng sửa lại dùm cho con. Dạ, con rất cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Sức Nhật Quỳnh đã post bài lên ạ. Bây giờ xin mời bằng tay của hôm cô Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Thi Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin chào bạn. Attana chô đa dắt tà năng bá tí mà xê attamattana so attagutto sa ti ma su khang phích
khu vi hà hi si. Atana cho da yatta nang bati ma se atamattana. At là trường âm nhấn, ta đoạn âm na cho là hai trường âm thông thường, đá đoạn âm yat trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí là hai đoạn âm, ma se hai trường âm thông thường, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường. Át ta na chô đa dắt tà năng ba ti mà se át ta mát ta na. Câu 34. So atta gutto sati ma sukhang fikku viha hi si. So trường âm thông thường, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, gut trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, xuất xuống, xuống là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phít trường âm nhấn, khú quý là hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, hí xí hai đoạn âm. So atta gutto sati ma su khang phít khú quý hà hí xí. Atta na cho da yatta nang bati ma se atta matta na. So atta gutto sati ma su khang phít khú quý hà hí xí. Tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình. Tỳ kheo từ phòng hộ chánh niệm trú an lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Atana cho da yatta nang bati ma se atamatta na. So ata gutto sati ma su khang phikkhu viha hi si. Dạ, con có sai xin ngài và đại tràng chỉnh sửa. Con xin trao mic lại cho Titina. Dạ thưa, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính chào quý cô tu, đảnh lễ quý cô tu nữ và đại đức Pháp Trang, và con xin chào đạo tràng. Con xin đọc bài. Atta na cho da yatta nang bati ma se atta matta na. So atta gutto sati ma sukhang bhikkhu viha hi si. Atta na cho da yatta nang bati ma se atta matta na. So atta gutto sati ma sukhang bhikkhu viha hi si. Thưa con, phân tích phần 1 bài đoạn 2. Atta na cho da yatta nang pati ma se atta matta na. Ta at trường âm nhấn, ta đoạn âm, na trường âm thông thường, cho trường âm thông thường, ta đoạn âm, yat trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pati hai đoạn âm, ma se hai trường âm thông thường, at trường âm nhấn, ta đoạn âm, mat trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường. Atta na chu da yat ta nang pati ma se atta mat ta na. Hai đoạn kế tiếp. So atta gutto sati ma sukhang bhikkhu viha hi si. So trường âm thông thường, at trường âm nhấn, tá đoạn âm, gut trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, sati hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, số trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo dạng nguyên âm, thiết khu thiết trường âm nhấn, khú đoạn âm, quý đoạn âm, ha trường âm thông thường, hí xí hai đoạn âm, su attakuto sati ma sukhang thiết khu viha hí xí. Attana cho da yatta nang pati ma se attamatta na. Su attakuto sati ma sukhang khu viha hi si. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, thì
tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm chú an lạc, hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa, con có sai xin ngài và chỉnh sửa giùm cho con, và con xin cảm ơn. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Tặng hoa nhiều quá ha. Cái này lỗi do Thích Hà. Để rồi Thích Tina cũng phạm cái lỗi đó. Đúng rồi, chữ sú không. Quân Giang Nhật Hà nghe rõ ha. Vậy mà ngồi giấm rú à. Trong khi Thích Hà chữ sú không, chứ đâu phải xúc. Khi nào mà đọc là xúc á thì nó mới là trường âm nhấn. Đây là sú, sú không. Thích Hà đọc như vậy rồi Thích Tina cũng bất chước đọc theo. Ghi sai hả? Ghi sai nhưng mà nhìn đến trên bài học mà đọc, nhìn lên trên màn hình này, đọc chữ xúc làm cho Sikatina cũng đọc xúc luôn. Chữ xú là đoạn âm, chữ khăn là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Xú khăn chứ đâu phải hai chữ ca đâu. Khi nào hai chữ ca thì cái đó đọc là xúc ha. Nhưng mà ở đây không, chưa chắc rằng Thích Hà có lỗi. Nhiều khi đọc để coi đạo tràng có theo dõi hay không. Vinh Giang Nhật Hà có theo dõi, có nghe, nhưng mà chát lên chậm quá ha. Tức là khi mà chúng ta muốn để một cái lỗ trống để bà con có theo dõi hay không, có trường hợp này hay không đó Thích Hà. Muốn cho đạo tràng có nghe mình hay không, mình giả đò một cái đó, hay tạo một cái lỗi gì đó để rồi tới luôn bắt bài nghe giọng đọc. Dù sao Thích Hà cũng đến trước Sikatina ha, rồi Thích Hà đọc vậy Sikatina cũng bất chước, hai người đều sai chữ sú không ha. Rồi bây giờ mời quý vị tiếp tục. Kính xin đảnh lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng các bà các cô tu nữ cùng đạo tràng. Con xin đọc kệ 379 hai đoạn đầu. Atana chodaita nang patima se atang atana. At là trường âm nhấn, ta là phản âm, na là trường âm thường, châu là trường âm thường, đá là đoạn âm, chất là trường âm nhấn, ta là trường âm thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Patima se attang attana. Pati là hai đoạn âm, ma se là ma là trường âm thường, se là đoạn âm, attang at là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Atana at là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, na nha là trường âm. Dạ con xin đọc tiếp hai câu sau ạ. So attakuto satima suka bhikkhu vidaha si. So là trường âm, là trường âm at là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, kutto gut là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường, satima sati là đoạn âm, ma là trường âm, sukhang su là đoạn âm, khang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bhikkhu bích là trường âm nhấn, cú là đoạn âm, vihasa ví là đoạn âm, ha trường âm, hi là hai đoạn âm. Con xin đọc lại nguyên bài. Atana choda yatana
Patima se attang attana so attagutto satima ma su kang bhikkhu vihahi si. Con xin kể. Attana jo dai attanang patima se attang attana so atti gu to sa ti ma su kang bi ku vi ha hi se. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ theo từ phòng hộ, tự phòng hộ, chánh niệm chú an lạc là bản dịch. Alo, Sích Hải. Chị Kim Nhung nói nhỏ ơi là nhỏ, nhưng mà nhỏ nghe được chứ không phải nhỏ nghe không được. Tại sao đọc nhỏ? Đọc nhỏ để đạo tràng có theo dõi hay không? Đây cũng là một cái gu mà. Đây cũng là một cái kiểu mà để cho quý vị có theo dõi hay không theo dõi. Bây giờ người ta đọc to mà đọc sai thì sao? Ta đọc nhỏ mà đọc đúng thì sao? Rồi, Sĩ Khải bỏ chạy ra ngoài rồi. Sĩ Khải, có một giọng đọc mà trong đạo tràng của chúng ta có người nói rằng đọc theo giọng Pháp, đọc theo giọng Tây. Nhưng mà ở đây nghĩa là phân tích bốn câu, nhưng mà chỉ một câu nó bị hơi phân tâm. Chứ tại sao ba câu kia là phân tích đúng mà cái câu này là phân tích sai? Đọc nhỏ mình có theo dõi hay không? Cái câu số 2, Patima se attamattana. Câu số 2, Patima se attamattana. Thì cái Patima se, chữ ma là trường âm thông thường, nhưng mà chữ c này tại sao gọi là đoạn âm? Attamattana, attamattana, trong cái chữ này có cái từ nào mà gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Alo, Sĩ Khải, chú ý lại câu này ha. Đọc nhỏ nhưng mà nghe rõ, chứ không phải đọc nhỏ mà đọc xa hết cả bài đâu nha. Thì như vậy Sĩ Khải chỉ có câu số 2 là không được tự tin, bị phân tâm. Còn ba câu kia thì đọc vẫn đúng. Ba câu kia đọc đúng. Chỉ có câu số 2, ma xê, ma là trường âm thông thường, xê là cũng trường âm thông thường, nhưng mà đã gọi đó là đoạn âm. Atamattana, ở đây không có trường âm nhấn, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm trong cái từ này ha. Nhưng mà Sĩ Khải lại nói trong này có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi, Thanh Minh, Thanh Nga gì đó đưa tay, rồi nói chuyện tiếp đi. Dạ thưa xin sám hối ngài với thầy chị Nhật Quỳnh. Ngày hôm qua khi ngài và chị Nhật Quỳnh nói con đọc tiếp, nhưng mà những cái con có cái chuyện này con phải thú thật với thầy và đạo tràng là cái tính con á, sao mà ví dụ như con chưa có quen với đạo tràng, khi mà thầy mà kêu lên tới tên con là con hết hồn. Thì con khi mà con dò lên thì đầu con nó trống rỗng, mà đặt tay xuống bụng thì bụng cũng chẳng có chữ nào để mà thưa thốt, nhưng mà con sẽ xin cố gắng để từ từ thì con sẽ tập lại. Thì con chỉ xin sám hối thầy với lại chị Nhật Quỳnh là con hư quá, lại thầy với chị kêu mà con lại không có trả lời ngày hôm qua. Con xin alo,
Sư Khải ơi, khi nãy thì nghe rõ, còn bây giờ nghe nhỏ, nhỏ quá đi, nghe không có được rõ. Thôi bây giờ Sư Khải cố gắng chỉnh lại âm thanh. Mấy bữa trước đọc thấy nghe rất là tốt, nhưng mà hôm nay muốn tạo một ấn tượng gì đây ha, mà đọc nhỏ quá, nói chuyện nhỏ quá, đọc thì nghe được, nhưng mà vừa rồi trình bày gì đó nghe không được. Rồi Sư Khải quan nghĩ ha, coi lại cái vấn đề mà âm thanh nha. Rồi vị nào chưa đọc chúng ta tiếp tục, hay là đã đọc hết rồi? Alo, còn ai chưa đọc cứ đưa tay. Cái gì? Xin nhờ Quỳnh, Hôn Giang, Nhật Hà, Sư Quang Thanh, Sư Quang Tịnh Trụ, ba bốn bàn tay luôn. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 379 nè. Attana chodayatta nang batima se attamattana so attavutto satima sukhang fekhuviha hisi. Attana chodayatta nang batima se attamattana so attavutto satima sukhang fekhuviha hisi. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là na, chô là hai trường âm thông thường, đá là đoạn âm, dách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, tí là hai đoạn âm, ma, xê là hai trường âm thông thường, là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Attana chodayatta nang batima se attamattana. Và câu số 3 và câu số 4. So attavutto satima sukhang fekhuviha hisi. So là trường âm thông thường, at là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, gút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xá, tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phích là trường âm nhấn, khú, quý là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, hí, xí là hai đoạn âm. So attagut to satima sukhang fekhuviha hisi. Dạ, con xin đọc lại. Attana chodayatta nang batima se attamattana so attagutto satima sukhang fekhuviha hisi. Dạ, con xin kể. Attana cho dayanta nang batimase atta matana so atta wunto satima sukhang fikhu vihahisi. Attana cho dayanta nang batimase atta matana so attavutto satima sukhang fikhu vihahisi. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai, xin nhà sư chỉnh sửa giùm cho con và đạo tràng chỉnh sửa. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, xin mời Sít Quang Thanh. Alo, con nghe giọng con nói mà. Alo ạ. Dạ, cảm ơn Hình Danh Nhật Hà.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 379. Dạ, con cho hết lớn rồi đấy ạ. Mà con đi sửa máy rồi đấy ạ. Atana cho da jata mang ba ti ma se atta mat ta na so atta rat gut to sa ti ma su khang phi khu quy ha hi si hi si. Atana cho da jata mang ba ti ma se atta mat ta na so atta gut to sa ti na su khang bhikkhu viha hisi. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Atana cho da jata nang bati ma se atta matana at trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ta là đoạn âm, na là trường âm thông thường, cho là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, rất là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là bá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông, ma c là trường hai trường âm thông thường, ắt là trường câu ắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. So atta gutto sati na su khang phikku huy hà hi si. So là trường âm thông thường, at là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, gut là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, xá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, quý là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, hí xí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại. Atana cho ratta mang batina se batina se atta matana so atana gutto satina su khang phikku quy hà hi si. Con xin cãi. Atana cho ratta mang batima se anta mata na so anta gunto sati masu kakwing hu hui ha hisi hisi anta na cho darata nang bati mase mama se anta mata na so anta unto sati ma su kang fiku wi ha hi si. Dạ, con bị cãi sai đấy ạ. Mới từ con xin đọc. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm chú an lạc. Đấy là của Hòa Thượng Sinh Đâu. Dạ, con có sai thì con xin kính Ngài Chí Đức sửa cho con và đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Trời quá luôn á. Dạ có nghe được âm thanh con không ạ? Sao kỳ vậy ta? Dạ, kính tri ân đạo tràng. Không hiểu tại sao giờ đường bên con kỳ quá. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin phép. Dạ, con cũng, thì con cũng không biết nữa. Dạ, con kính tri ân. Con xin phép đọc cô ngôn 379. Atana chô đa giá tà năng bá tí mà xê atamatana. So atagutto tí mà su khăn biết khu quý hà hi xí. Atana chô đa giá tà năng bá tí mà xê atamatana. So atagutto biết khu quý hà hi xí. Con xin phân tích át tá nà chờ đa tà năng át trường âm nhấn tá đoạn âm na trường âm thông thường chờ trường âm thông thường đá đoạn âm giá âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm đề át tá mát tá nà bá tí là hai đoạn âm ma thường át trường âm nhấn đoạn âm má trường âm nhấn tá đoạn âm trường âm thông thường so át ta cút tô sát tí mà so trường âm thông thường át trường âm nhấn tá đoạn âm cút trường âm nhấn tô trường âm thông thường xá tí hai đoạn âm ma trường âm thông thường xuất khăn biết khu quý hà hí xí số đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm thiết trường âm nhấn khu đoạn âm quý đoạn âm hà trường âm thông thường hí xí hai đoạn âm. Dạ con xin kệ Atana cho đa gia ta năng ba ti ma se at ta ma ta na so at ta ku to sa ti ma su khang bi ku quy ha hi si. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con còn chỗ nào sai, con kính thỉnh Ngài từ bi chỉnh sửa chỗ sai cho con. Và con đạo tràng cũng thỉnh, chỉnh sửa cho con. Con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ sư Trí Đức, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào tất cả đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 379. Atana cho đa gia ta năng ba ti ma se atamatana so atagutto sati ma su khang bích khu vi hà hi si atana cho đa gia ta năng ba ti ma se atamatana so atagutto sati ma su khang bích khu vi hà hi si. Con xin được phân tích bốn câu luôn ạ. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na chô là hai trường âm thông thường, đá là đoạn âm, giáp là trường âm nhấn,
ta là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá tí là hai đoạn âm. Ma xê là hai trường âm thông thường. Át là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm. Mát là trường âm nhấn. Ta, tá là đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Sô là trường âm thông thường. Át là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm. Út là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Xá tí là hai đoạn âm. Ma là trường âm thông thường. Xú là đoạn âm. Khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bít là trường âm nhấn. Khú ví là hai đoạn âm. Ha là trường âm thông thường. Hí xí là hai đoạn âm. Dạ, con xin được đọc lại. Attana cho đa giáp ta năng bát tí ma se attamattana tô atagutto satima sukhang bhikkhu viha hisi. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ kheo tự phòng hộ chánh niệm trú an lạc. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn a sức tô thị phúng. Nam mô Bụt Thầy Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn thiện vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cô tu nữ Phúc Hạnh ơi, cô có thử mít lời không cô? Cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh, bây giờ cô có bận tay không? Có thể thử mít không? Nhật Quỳnh thấy Dung Nguyễn nè, Dung, dạ bận rồi, dạ không biết sao bữa nay máy của cô mới đầu rồi, Nhật Quỳnh còn nghe được, nó hơi nhỏ nhưng mà cũng còn nghe được, lát hết nghe luôn, dạ. À, mà Dung Nguyễn ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, Dung Nguyễn, dạ, chắc do đường có ở ngoài đó gió quá chừng nó cái đường nét nó bị yếu. Dung Nguyễn, dạ cảm ơn chị Hải Thi. Còn chị Hải Thi, trời ơi, Nhật Nhật Quỳnh, chắc có lẽ là chị muốn để đạo tràng tập luyện cái tay, nên là dạ, nên là thôi Nhật Quỳnh ngồi mà lắng mà nghe. Ôi cha ơi, thì cũng phải nói luôn, giống như Tịnh Tâm nói, sao ai vô đạo tràng cũng nhỏ, từ âm thanh nhỏ hết. Còn Quỳnh Giang Nhật Hà thì hôm nay đỡ rồi, không còn nghe, cũng còn nghe cũng nhỏ nhưng mà không có thỏ thẻ như mấy bữa nữa. Dạ, dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh mà Dung Nguyễn nói là Dung Nguyễn không có vào trong room hồi cháu Nam truyền được. Bây giờ Dung Nguyễn vào rồi, Dung Nguyễn có nghe được không? Dung Nguyễn có trả bài không? Dung Nguyễn không biết bị như thế nào mà không có vào trong cái room hồi cháu Nam truyền được. Bây giờ Dung Nguyễn có thể cầm mic được không? Alo, nói lý do tại sao không vào được. Rồi, chắc vào mà không nghe được rồi. Ồ. Vậy hả? À, rồi, vậy là mạng yếu, làm sao nó không vào được. Nhưng mà bây giờ Dung Nguyễn vào rồi, Dung Nguyễn áp cho cái nick group này đi, để không phải đi tìm đi kiếm thì nó cực. Dạ, áp nick luôn lại đi rồi, rồi khi mình vào thì mình chỉ vô cái chỗ đó là mình vào thôi nha. Dạ, bây giờ thì bị nào cũng bận hết rồi, và Dung Nguyễn thì cũng không cầm mic được phải không, hết nghe âm thanh luôn, tội nghiệp thì thôi. Dạ, con xin kính mời Nhật Quỳnh, kính mời vị Bali tập học Bali. Dạ, tập học Bali có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu tập học Bali nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì xin mời bằng tay ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nhật Quỳnh thấy là tập học Bali cũng chạy ra chạy vào rồi, kính mời tập học Bali.
Dạ chưa nghe. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dạ Nam Mô Phật. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Xin đảnh lễ các sư trong đạo tràng. Và kính chào tất cả các vị thiền hữu Trí Đức. Con xin đọc một chút. Tập đọc, tập học. Cho nên học nhiều khi nó cũng sai, nó cũng chặt. Có những điều gì hơi chưa đúng thì xin sư hướng dẫn. Atana cho dayata nan patma se atma tana so atagoto satma sukhang bhikkhu vihahisi. Atana cho dayata nan patma se atma tana so atagoto satma sukhang bhikkhu vihahisi. Atana cho dayata nan patma se atamatta atamattana so attagutto satta satima sukhang bhikkhu vihahisi. Dạ con xin đọc xong. Dạ con xin gửi mic lại đạo tràng ạ. Dạ sa thú, kính cảm ơn huynh tập học Bali. Dạ thấy tập học Bali mà cũng học giỏi quá rồi. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, các Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 379. Dạ cảm ơn đạo tràng, các Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tịnh Tâm có nghe âm thanh Nhật Quỳnh rõ không? Hai lại cũng nghe nhỏ xíu nữa Tịnh Tâm. Alo, các Nhật Quỳnh biết tín hiệu đi. Nhật Quỳnh có thể nếu mà nghe nhỏ Nhật Quỳnh chỉnh lên được. Rồi, vậy cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Ca. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ. Cảm ơn Tĩnh Tâm. Dạ con xin được trả bài Pháp Cú Kinh 379. Attana cho dayata nang matima se atamatana so atagutto satikma sukhang fikkuviha hisi. Atta cho dayata nang matima se atamatana so atagutto satikma sukhang fikkuviha hisi. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na chô, hai trường âm thông thường. Đá đoạn âm, dách trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá tí, hai đoạn âm, ma xê, hai trường âm thông thường, át trường âm nhấn. Tá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường. Át ta na chô, đá dách ta năng, mát tí ma xê, át ta mát ta na. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. So trường âm thông thường, ách trường âm nhấn, tá đoạn âm, quýt trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phít trường âm nhấn, khú quý hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, hí xí hai đoạn âm. So atagutto satikma su khăn phít khú quý ha hí xí. Còn ông đại nguyên nguyên câu 379. Atana cho dayata nang batima se atamatana so atagutto satima sukhang phikkhu viha hisi. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Con xin phép được kể. Atana cho dayata nang batimase am batimase atamatana so atagutto satima sukhang bhikkhu vihahisi. Atana cho dayata nang batimase atamatana tana so at so atagut
Đồ sa tê ma su khăn thích khu vị ha hi si. Dạ con đã đọc, đã phân tích kể kệ xong. Dạ con có sai, con kính mong Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy con sửa. Dạ bây giờ thì chắc không còn bàn tay của vị nào nữa. Con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học nguyên sự cơ pháp quốc kinh số 379. Con thành kính đảnh lễ tri ân quý Ngài, nhược bình kính cảm ơn Đạo Tràng. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. À, sa thủ, sa thủ. À, hôm nay rất là thành công. Quý vị đọc rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái người cuối cùng là cái huynh mà tập học Bali nè, đọc ra hay, phải thưởng. À, chúng tôi sẽ thưởng cái gì đây ha? Sẽ thưởng cho một tô chè đi ha. À, đọc xong rồi bỏ tay xuống ra, đưa tay đòi chè, cho nên phải tặng cho một ly chè ha. Bởi vì khi cái bàn tay mà đưa lên như vậy chẳng thể lưu thông. À, quý vị hoan hỷ. À, khi mà bàn tay đưa lên, những cái vị khác nghĩ rằng vị này có ý kiến thế này thế kia, nhưng mà đọc hay quá phải thưởng một ly chè ha. À, như vậy là tiến bộ rồi. Mục đích quý vị đến với cái room này, chúng tôi nói rõ là chúng tôi chỉ hướng dẫn cho quý vị giọng đọc. À, tức là làm sao trường âm, đoạn âm mà quý vị tự tin, để khi đọc những cái văn bản Bali mà quý vị đọc được là quý vị cảm thấy thành công. Còn cái giọng kể sao cũng được, chúng tôi không có bắt lỗi. Rồi giọng kể thì không có bắt lỗi, nhưng mà giọng kinh, trường âm, đoạn âm phải rõ ràng. Như vậy thì ở đây chúng ta không phải là chuyên đề về những cái câu Phật ngôn. À, thì ở đây cái vấn đề mà chúng tôi muốn nói là hướng dẫn cho quý vị cách đọc, để rồi quý vị coi như cảm thấy hoan hỷ, nghiên cứu thêm về giáo pháp. Và khi mà quý vị học mà hiểu được ý nghĩa của câu đó, trong tiếng Việt của chúng ta có nhiều chỗ nó mù mờ, nhất là xài chữ Hán, chữ Nho, chữ Nôm. Rồi chúng ta nhiều khi đọc không hiểu cái căn ngữ của chữ đó là chữ gì. À, cho nên khi mà quý vị mà coi như rắc rối một cái từ nào đó, hãy đi thẳng vào căn ngữ của Pali. À, quý vị tìm ra cái chữ đó, rồi quý vị thấy cái sự thật, cái đoạn này Đức Phật nói như thế này là chính xác. Tại sao chúng ta còn có cái vấn đề gọi là nghi ngờ khi một cái từ gọi là cái thịt heo sữa, tức là con heo heo mà nó còn non á, gọi là thịt heo sữa ha, và cái từ cái nấm mộc nhĩ là một loại nấm, và cái thịt heo đó thì nó khác biệt nhau chỗ nào? Khác biệt rất là xa. Nhưng mà tại sao người cái thịt heo mà khi mà ông Chuân Đá dâng đến Đức Phật bữa cơm cuối cùng, rồi Đức Phật bị kiết lỵ, Đức Phật nhập niết bàn, thì người ta mới quy trách nhiệm tại sao dùng bữa cơm cuối cùng đó mà Đức Phật nhập diệt. Rồi ta đưa ra vấn đề chữ thịt heo và thật sự chỗ đó dùng cái từ gọi là mộc nhĩ, tức là cái nấm. Điều này nói lên cái vấn đề gì? Nói lên vấn đề khi mà cái nấm hay là thịt heo thì chúng ta phải coi cái từ Bali đó. Mục đích của chúng tôi là quý vị khi mà nghiên cứu về tinh thần của Nam Tông phải đi vào trong gốc rễ. Bởi vì quý vị dùng một cái chữ thôi, chữ thâm á là pháp, nhưng mà cái chữ pháp này có ý nghĩa trên 70 từ, 70
trên 70 chữ mà nó diễn tiến. Năm mộc nhĩ là nấm heo cây à? Cái này chỉ có chiếc kim mới có cái ý nghĩ như vậy. Nấm heo mà ở trên cây là coi như chưa bao giờ nghe hả? Chỉ có chiếc kim mà một cái đầu óc phong phú cho nên mới có cái ý nghĩ là nấm mộc nhĩ, tức là cái nấm heo cây. Thôi bà ơi, mệt quá. Bây giờ trả lại vấn đề ha. Chúng tôi không đi sâu vào nội dung, bởi vì đi sâu vào nội dung nó là chuyên đề. Cho nên quý vị khi mà những câu Phật ngôn này thì quý vị sẽ nghe bên Pháp Cú Kinh chuyên đề, đi sâu vào nội dung với những cái thời pháp lục trần cái nội dung ở bên trong một cách rõ ràng. Còn ở đây thì chúng tôi chỉ hướng dẫn cho quý vị cách đọc mà thôi. Nội dung thì chúng tôi chỉ phớt qua thôi, còn tùy theo sự hiểu biết của quý vị. Mục đích của chúng tôi chỉ hướng dẫn cho quý vị trường âm, đoạn âm, đọc sao tương đối, chứ không phải là đọc cho đúng. Bởi vì trong cái sự chấp thủ thì ai cũng cho rằng mình đúng hết. Nhưng mà trong tương đối, để cho quý vị nhìn vô đọc được, chứ không có biết. Nhìn vô đọc được là có niềm tin rồi. Rồi nếu mà sâu hơn nữa, quý vị có thể tìm về căn ngữ của những cái từ Pali này, để rồi chúng ta thấy cái niềm tin của chúng ta an trú vào trong pháp một cách vững chắc hơn. Đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi. Nhưng mà thật sự thì quý vị cũng đã thành công. Hôm nay nhiều giọng đọc, có người thì đọc theo giọng Pháp á, nhưng mà rồi Sĩ Khải nói đọc theo cái kiểu gì Tây Ba Lô nữa kìa, kiểu Tây nữa mà Tây Ba Lô, ghê chưa? Tức là nhiều cách đọc, nhưng mà đọc sao cũng được, miễn sao biết đó là trường âm gì, biết đó nó là trường âm gì. Thì như vậy hôm nay quý vị rất là thành công, mười mấy vị đưa tại liên đọc, trong khi đó buồn ngủ quá xá luôn, Chí Nguyên Tịnh cũng ráng thức tới bây giờ. Quý vị biết giờ này cũng là 2-3 giờ sáng gì ở bên đó rồi, hoặc là 1-2 giờ sáng gì bên đó rồi, đi làm về mệt mỏi, nhưng mà vô vẫn nhiệt tình trong vấn đề học hỏi như thế này. Thì đó là một cái tinh thần chúng tôi rất là hoan hỷ. Hôm nay nhiều vị mới cũng thành công, rất là thành công. Xà thủ tinh thần học hỏi của quý vị. Tây ba lô là tây mang ba cái lô thôi. Cái chuyện đó để bàn bên ha. Hôm nay chúng ta đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn 379 Atana Cho Đa Giác Tà Năng. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ ha. Atana Cho Đa Giác Tà Năng. Chữ Atana do cái từ Atta. Atta là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và chữ Atta này được chia theo sở dụng cách số ít. Sở dụng cách số ít tức là cách chia thứ ba. Cách chia thứ ba ta tỷ gia quỳ phát tế e cao quá trình á. Trong cái cách chia thứ ba này nó số ít thì làm gì có chữ ác tình á, mà nó ác tạ nề nã. Làm sao mà có Atana? Cái này nó phải nằm trong cái chia thứ năm xuất xứ cách Panchami Vipatti Ekavacana. Thì khi đó nó mới có cái chữ mà Atana. Atana. Cái này cái chia thứ mấy Sĩ Kim? Alo, thầy cũng giỏi lắm mà. Atana này là cách chia thứ mấy?
rồi hết chia thứ ba, hết chia thứ ba ta tỷ giao vị phát tỷ e câu quá chả na thì nó là e na chứ làm gì có số cái atana atane na, rồi số nhiều của nó là e hí e phí chứ làm gì mà có atana. Nhưng mà ở đây nói nó là thuộc về sở dụng cách số ít. Chấp nhận hả? Chấp nhận thì nó là ê ná, chứ tại sao mà atana. Rồi, lý giải chỗ này đi, sức em. Tại sao nó là atana? Phải là atane ná. Ta thì giao vừa phát thị e câu quá trình á. Karanta làm gì mà Atana trong này sử dụng cách thì số ít của nó là e ná, số nhiều của nó là e hí e phí, mà tại sao ở đây gọi là Atana? Nó đâu có nằm trong tá tỷ giá. Rồi cái chỗ này sách vở là ghi như vậy thì quý vị cũng phải có một chút suy nghĩ ha. Ở trong sách vở cho biết nó là sử dụng cách tá tỷ giá vị phát tỷ e câu quá trình á, nhưng mà cái trường hợp này quý vị có thể thắc mắc, có thể thắc mắc coi lại ha. Chủ cách của nó bạch tham a số nhiều thì có thể rằng atta ha, attana, rồi coi lại thì xuất si cách cách thứ năm, cách thứ năm thì có lý ha, cách thứ năm thì atta chứ sao gọi là attana được, atta hoặc là atta nó là chủ cách số nhiều ha, hoặc là atta trong cái trường hợp Alapana, tức là cách chia thứ 8 số nhiều. Cái này để lại quý vị có thể nghiên cứu sau ha. Dạng đặc biệt hả? Không có đặc biệt gì hết. Vô đây thì đối với Đức Phật là bàn tay rộng mở, chứ không có nắm chặt. Khi nào mà bàn tay nắm chặt ha, thì cái đó mới gọi là đặc biệt. Còn ở đây không có đặc biệt gì hết hả? Cả một nội tràng 26 người đều nhìn lên trên màn hình và thấy nó chẳng có đặc biệt xíu nào hết. Atana là bởi chính mình, dùng chữ bởi, dùng chữ bởi thì nó thuộc về sở dụng cách, dùng chữ bởi thì nó thuộc về sở dụng cách ha. Atana là bởi chính mình. Rồi cái từ thứ hai sư Kinh Tuệ dạy vậy ha. Rồi xa tu xa tu, quý vị còn có thầy nữa mà ha. Chỉ bởi này nó thuộc về sử dụng cách chính xác ha, sử dụng cách chứ không phải là xuất sư cách. Rồi bây giờ chữ thứ hai chô đá giá ta năng, chô đá giá ta năng do hai từ chô đá giá cộng với át ta năng. Chô đá giá đây là một cái động từ số ít, có nghĩa là hãy vỡ chấp. Chô đà gia là hãy vỡ chấp. Rồi cái từ thứ hai atta năng, atta năng do cái từ atta, nó là một danh từ nam tính, nhưng mà chữ atta ở đây được chia theo đối cách số ít. Atta năng có nghĩa là bản thân mình, bản thân mình. Vậy thì câu đầu tiên Atana cho đá giá tà năng, hãy tự mình vỡ trách chính mình. Câu đầu tiên hãy tự mình vỡ trách chính mình. Câu số 2 Patima se attamattana, Patima se attamattana
Tanam Batimase. Tiếp là ngữ Bati, có nghĩa là ngược lại. Chữ Ma Se do căn ngữ Măng, do căn ngữ Măng có nghĩa là đụng chạm. Batima Se ở đây nó được chia theo động từ này số nhiều hả? Số nhiều. Batima Se có nghĩa là nên dò xét, nên kiểm soát. Nên dò xét, nên kiểm soát. Nên con bị đá ra luôn. Sao vậy? Rồi. Cái từ tiếp theo, Attamattana. Attamattana có nghĩa là attang cộng với attana. Attang cộng với attana. Chữ attang ở đây là tự mình, và attana cũng là chính mình. Tự mình, chính mình. Vậy thì cái gì đây? Do cái động từ Patimase thì ở đây có nghĩa là hãy tự mình dò xét chính mình. Hãy tự mình dò xét chính mình. Rồi, so attaguto satima, câu số 3. So attaguto satima. So do đại từ tá, đây là một đại từ quan hệ nam tính ha, một đại từ nam tính. Và chữ tá này do chủ từ số ít và tham an hay không phải chân nào phát tí. Cho nên chữ ta biến thành chữ xô. Xô là vị ấy, người ấy. Xô là vị ấy, người ấy. Xong rồi sẽ kiếm cái ý kiến ha. Xô là vị ấy, người ấy. Attaguto. Attaguto. Atta nó là một danh từ nam tính ha. Atta là bản thân hay là chính mình. Rồi Guto do cái từ Guta. Guta ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ, đã được hộ trì, đã được phòng hộ. Đã được hộ trì, đã được phòng hộ. Nhưng mà chữ Guta được chia theo chủ từ số ít, tức là Bhatthama Ekavachana Vipatti. Cho nên Guta biến thành Guto. Guto đã được hộ trì, đã được phòng hộ. Vậy thì Attaguto có nghĩa là đã được hộ trì bản thân, đã được hộ trì bản thân. Này Satima, Satima. Sati nó là một danh từ nữ tính. Ikaranta ithilinga. Sati có nghĩa là việc biết rõ hay là sự niệm. Việc biết rõ hay là sự niệm. Chữ sati. Và satima ở đây nó được đứng làm chủ từ số ít. Bhatthamang ekavachana vipatti. Cho nên Satima có nghĩa là có niệm. Satima là có niệm. Ở đây, cái câu này So Attaguto Satima. Vì ấy có niệm.
được hộ trì bản thân. Vị ấy có niệm được hộ trì bản thân. Và câu cuối cùng, Sukhaṃ bhikkhu viha hissi, Sukhaṃ bhikkhu viha hissi. Câu cuối, Sukhaṃ là sự an lạc, do từ Sukha, nó là một trạng từ ha. Nhưng mà số cá này được chia theo đối các số ít đối tỷ giao quy phát tỷ hệ câu quá trình á, cho nên số cá biến thành số khăn một cách hạnh phúc, số khăn một cách an lạc. Rồi chữ thích khu, thích khu chữ thích khu này trong cái dạng Alapana, tức là cái chia thứ 8. Này tỳ kheo, này tỳ kheo, viha hissi, viha hissi. Chúng ta thấy tiếp đồng ngữ quý chỉ sự nhấn mạnh cho cái động từ Harati. Cái động từ Harati này có nghĩa là sống. Sống, đây là một động từ số ít. Sẽ sống, Viha Hisi là sẽ sống. Vậy thì cái câu cuối cùng này, Sukhaṃ bhikkhu khu vi hà hi sĩ, này tỳ kheo, sẽ sống một cách an lạc, sẽ sống hạnh phúc. Như vậy câu Phật ngôn 379 ha, 370 cho chúng ta ý nghĩa, hãy tự mình vỡ trách chính mình, hãy tự mình dò xét chính mình. Này tỳ kheo, chính ngươi đây hộ trì bản thân, có niệm sẽ sống an lạc. Hãy tự mình vỡ trách chính mình, hãy tự mình dò xét chính mình. Này tỳ kheo, chính ngươi hãy hộ trì bản thân, có niệm sẽ sống an lạc. Và chô đa giá ta năng hả, chữ chô đa giá ta năng hả, chô đa giá cộng với át ta năng, nó biến thành chô đa giá ta năng, hai từ cộng lại ha. Chữ chô đa giá, đây là một cái động từ số ít, hãy quở chất, hãy quở chất. Rồi chữ Atta Năng, đó là một danh từ nam tính ha. Atta Năng là bản thân mình, bản thân mình. Chô Đà Giá cộng với Atta Năng, nó biến thành Chô Đà Giá Ta Năng. Đó là trong cái cách chia lô pô và sanh thí, xóa và ráp chữ ha. Xóa và ráp chữ, cho nên chúng ta thấy thêm một chữ T, chô đa giá át tà năng, chô đa giá tà năng. Rồi như vậy thì ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: con ơi hãy cứ thật tình tự tri tự kiểm, xét mình mới hay, canh phòng giác tỉnh đêm ngày, chánh niệm được lạc có ngay chẳng cầu. Con ơi hãy cứ thật tình tự tri tự kiểm, xét mình mới hay, canh phòng giác tỉnh đêm ngày, chánh niệm được lạc có ngay chẳng cầu.
cái gì số ít, cái số nhiều, cách chia thứ mấy này hả? Hồi nãy nói rồi, số ít, số nhiều, cách chia thứ mấy, à, đó là sử dụng cách, à, một cái động từ mà bây giờ số ít đã rõ ràng chưa đầy giá rồi. Rồi bây giờ cách chia của nó, Atta biến thành Atta năng bản thân mình. Cách chia thứ hai của đối cách. Rồi bây giờ về cái lô dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Ở đây chữ con ơi á, con ơi là nói lên các vị tỳ kheo ha. Con ơi hãy cứ thật tình, tự chi tự kiểm xét mình mới hay. Canh phòng giác tỉnh đêm ngày, chánh niệm được lạc, có ngay chẳng cầu. À, chữ con ơi, à, ý nói lên những cái chữ mà trong này có chữ bhikkhu á, gọi là tỳ kheo không? Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỳ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Chánh niệm trú an lạc. Rồi, bây giờ coi như chúng ta đi vào nội dung ha. Trong nội dung câu Phật ngôn 379, à, Sip Kim thắc mắc cứ đưa tay lên, à, thắc mắc cứ đưa tay lên đi, cái còn chát chát kiểu này làm rối lộ hình ha. Con xin kính chào sư chư đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Ờ, trong đây đó thì để cái chữ lại cái chữ cô chô đá dắt ta năng, sư thấy chữ A với chữ năng không sư? Thường chữ A với năng thì con học cái cách chia văn phạm thì nó là số nhiều á sư. Nó là cách số 4 hoặc cách số 6. Chắc tu thi quy phát thi bảo hữu quá cha na, hoặc là chắc thi quy phát thi bảo hữu quá cha na. Mà sao trong này con nghe sư nói nó là số ít, con không biết con nghe rõ không nữa. Nhưng mà con thấy thường cái tất cả mọi cho dù nó là giống đực giống cái mà nó cuối cùng chữ a ta năng đấy sư, a mà có chữ năng trong nó nữa thì thường nó không phải là đu trí giáo đầu sư, nó là thường nó là số nhiều đó sư. Cách số 4 á, chắc tu thi quy phát thi hay là chắc thi quy phát thi mà bao hú quá cha ná thôi sư, còn thắc mắc như vậy. Còn sư nói mà cái chữ ác cá nà đó, sư nói nó chữ cuối cùng nó chữ a mà có dấu nguyền là a đó, là nó phải là số nhiều. Nhưng không có, có những trường hợp mà cuối câu á, thì cái chữ a nó vẫn là số nhiều, nó vẫn là số ít chứ không phải số nhiều, mà nó không phải là như sư nói là ta ti là panchami đó sư. Con nghĩ không đồng ý, sư coi là cái chữ sattima đó, sattima ngay chỗ câu số 3 đó thì nó cũng có chữ a cuối cùng nó, nhưng mà nó là ekavacana, nó là thuộc phakama vipati, mà nó đâu phải là số nhiều đâu sư, thì nó cũng không phải là phân chá mì nữa, mà nó là phakama vipati. Cái tiếng Pali á, thật ra con hỏi mấy thầy dạy đó thì nói phải thuộc lòng thôi, nó có những cái biến cách nó không có giống như tiếng Anh hay tiếng Pháp, phải thuộc lòng thôi. Cũng như cái giống của nó giống đực hay giống cái, phải dở từ điển ra coi mới biết của nó là giống đực hay giống cái thôi. Giống như người vợ, rõ ràng người vợ là một female mà là một giống cái, nhưng mà nó là giống, nó không phải là giống cái. Nó rất phức tạp sư, mà sư con chưa hỏi con để hỏi thì con chỉ học những cái nào mà con biết thì con nói, còn cái nào mà con không biết thì con cũng phải chờ khi nào có dịp con mới hỏi. Như trong cái chữ chô đá dắt tà năng ấy, thì con thấy a với năng nó cuối cùng thì con nghĩ nó là báo quá cho ná, nhưng mà sư nói nó là búi tí giá e khá quá cho ná thì cũng con cũng hơi thắc mắc đó, thì sư coi lại sư nói cho con biết đi. Dạ con xin cảm ơn và xin trả máy đi cho sư ạ. À chính xác, à cái gì thưa con câu với xin lần gồm. À, cái trường hợp chữ A năng ở trong 8 cách chia thì tới 2 cách số nhiều của chữ A năng.
Đó là cái chia thứ tư và cái chia thứ sáu. Cha tốt thi vừa khóa tí và hú quá trần á. Và chát thi vừa khóa tí và hú quá trần á. Có hai cái chia về số nhiều nó cũng giống nhau, số ít cũng giống nhau luôn. Nhưng mà tùy theo cái nó nằm ở vị trí nào, để chúng ta biết rằng a năng số nhiều đó là của nhiều người, của nhiều đồ vật, của nhiều cái gì đó gọi là sở hữu cách. Thì như vậy sự thắc mắc của sĩ Kim, chúng ta thấy học và hỏi, mà hỏi thì hỏi tới bến luôn, thì bây giờ chúng ta không có thời gian. Thế nên chúng tôi nói rằng chúng tôi chỉ hướng dẫn cho quý vị cách đọc, rồi đi sâu vào đó, quý vị có căn bản tiến tới luôn. Thật sự ra chúng tôi không có đi sâu vào đó, mà chỉ nói trên cái lý thuyết vậy thôi. Nói trên cái lý thuyết nó thuộc về cái chia thứ mấy, quý vị lật vô trong sách vở thì thấy chữ a năng này nó là đối cách, nhưng mà thật sự tam sao thất bổn. Chúng tôi đọc lên như vậy để sĩ Kim có ý kiến, và hỏi ý kiến của sĩ Kim thì sĩ Kim nói chính xác, a năng không phải là đối cách, mà a năng nó là số nhiều của cái chia thứ tư hoặc là cái chia thứ sáu. Rồi thôi, cái vấn đề đó quý vị nghiên cứu thì đi sâu vào. Thế rồi chúng ta nếu mà có duyên thì quý vị sẽ gặp được những cái vị mà cao tăng, những vị có chiều sâu hơn, thì chắc chắn là sự tiến bộ của quý vị sẽ thành công. Còn ở đây mục đích của chúng tôi sửa lưng của quý vị nhiều quá rồi cũng khó chịu, khi mà quý vị đọc sai tí là chính là sửa. Cho nên nhiều khi kêu trong lúc này nói chúng tôi là ông già mất dịch, nhưng mà nói vậy là sai, bởi vì cũng chưa có bị bệnh đâu, bị lây nhiễm gì mà gọi là mất dịch đó. Chúng tôi khi nào mà coi như nói quý vị mà nói tặc nói bậy á, quý vị đọc đúng mà chúng tôi kiếm chuyện á, thì mới đó, cái đó mới gọi là mất dịch hoặc là khó chịu thế này thế kia. Nhưng mà mục đích của chúng tôi muốn cho quý vị qua mặt chúng tôi không cần bóp còi, quý vị cứ mạnh dạn mà tiến lên, bởi vì sự thành công của quý vị là những tương lai của giáo pháp này được trường tồn. Chứ nếu mà quý vị đọc ở Lê mà đọc thật là thua. Tự mình vỗ ngực xưng tên, tôi là Nguyễn Thủy, tôi là Nam Tông, tôi là Nam Truyền, nhưng mà đọc ra nghe có một ly hoặc là hai ly, hoặc nhiều khi mà đọc nhựa nhựa thành nó 4-5 ly luôn, thì cái kiểu đó là chết chắc. Quý vị có thể đi vào một ngôi chùa khác màu da, khác chủng tộc, khác cái giọng nói, nhưng mà đối với những cái khóa kinh tâm bảo thọ trì quy giới mà quý vị vô đó hưởng ứng tham gia hòa nhập, quý vị cảm thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Thì ở đây cái câu Phật ngôn này ý nghĩa là sao? Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, thì kheo từ phòng hộ chánh niệm trú an lạc. Chúng tôi đưa ra một câu chuyện ha. Có một vị đạo sĩ đó đi tu cả 7 lần, tức là 6 lần là thất bại, lần thứ 7 mới thành công. Mà thất bại thành công như thế nào? Đi tu đạo sĩ trong rừng thì đâu có vợ có con gì, vô trong rừng tu tập tìm sự an tịnh cho bản thân. Nhưng mà trước khi đi tu thì chỉ có một cái cuốc cuồng thôi, với một cái bọc mà hột giống. Thế mà đi vô tu một thời gian cảm thấy tạo hối, nghĩ rằng mình ngồi đây mình tu tập chẳng đem lại lợi ích gì, trong khi cái hột giống đó để quá lứa thì nó sẽ hư, và như vậy là ta sẽ phí phạm cái đồ
mà của trời đất ban cho. À, thế làm ta bỏ cuộc tu trở về thế sự, cuộc đất lên lếp, rồi gieo những hột giống đó, rồi thu hoạch, xong một cái đời sống tương đối ổn định, rồi gom góp những hột giống để phơi khô để dành. Và thế là ông ta nghĩ rằng ồ, như vậy mình đi tu tiếp. Và chỉ có một cái cuối cùng và hụt giống như vậy mà ông ta đã 6 lần hoàn tục. Người ta hoàn tục là có một lý do thế này thế kia để lợi dưỡng. Đây ông ta hoàn tục để đi cứu, để gieo những hạt giống đó. Và tới 6 lần như vậy. Lần thứ 7, quý vị biết sao? Ông ta nghĩ rằng 6 lần mình tu tập đều thất bại. Bởi vì cái cuối cùng này và cái hột giống này làm cho ta phải hoàn tục cả 6 lần. Thôi thì bây giờ phải dứt bỏ nó, phải buông bỏ nó. Thì bây giờ muốn dứt bỏ, muốn rời xa nó, phải làm sao? Ông ta đến một cái bờ sông. Và tại bờ sông đó, anh ta nghĩ thế này. Cột cái hột giống đó vô cái cuốc. Rồi cầm cái cuốc như vậy quay, quay vòng, thấy ra ngoài sông, để nó rớt xuống, nó chìm xuống, mình không biết nó rơi chỗ nào. Bởi vì 6 lần trước đó, mình giấu kỹ quá, mình biết cái chỗ giấu, cho nên mỗi lần mà coi như nhớ tới là moi lên thôi. Còn bây giờ nếu mình nhắm mắt mà quay mòng mòng như vậy, thấy xuống dưới sông thì nó rớt ở chỗ nào, mình không có quan tâm, mình không có nhìn xuống. Thì sau này nếu có nhớ tới hột giống, nếu có nhớ tới cây cuốc thì hột giống đã thúi rồi, mà cây cuốc còn đó, đó cũng hư. Và nó cái nơi mà rớt xuống ở chỗ nào thì mình cũng không có có thấy. Thì khi đương quay mòn thấy cái cây cuốc xuống dòng sông và rơi cái tõm, mà rồi ông ta mở mắt ra thì không biết cái cuốc nó rơi chỗ nào. Hoan hỷ quá, ông ta la to lên: ta thắng rồi, ta thắng rồi, ta thắng rồi. Mà khi mà đương gom tâm chú ý đến một sự việc thì những cái sự kiện xung quanh ông ta không màng tới. Và chính lúc đó đức vua đã ca khúc khải hoàn đi về và đi đến cái bờ sông. Ông ta tự mình nhảy cẩn lên mà là: ta thắng rồi, ta thắng rồi. Đức vua ngạc nhiên đó, cái thằng khùng một mình mà đứng đó la hét, dục cái cuốc xuống ở dưới sông rồi cái la hét: thắng rồi, thắng rồi. Này chắc khùng quá à. Mới kêu lại hỏi: người thắng, thắng cái gì? Còn tôi chính bản thân cẩm này ca khúc cải hoàng, dẹp là loạn ở biên cương, về đây ta là người chiến thắng, ta còn không có la hét như ngươi, mà ngươi có một mình nhảy cẩn lên như vậy mà la ta thắng rồi, thắng cái gì? Cái ông đạo sĩ này mới nói: con đại vương, đại vương thắng là thắng cái giặc bên ngoài, còn tôi thắng là thắng cái nội tâm bên trong, tôi thắng được cái tâm tham của tôi. Tôi đã dứt bỏ được cái cuốc này, tôi đã dứt bỏ được hồ giống này. Mà 6 lần trước á tôi thất bại, nhưng mà lần này tôi thành công, chiến thắng cái giặc lòng của tôi nè. Ông vua ông nghe hoan hỷ quá, và với cái tâm hoan hỷ của vị đạo sĩ đó, khi đã dứt bỏ được, không còn trói buộc, không còn cái sự chao hối vì của cải tài sản chỉ là cây cuốc và hột giống, vị này đắc hiền bay lên người không. Và ông vua và các quân lính khi thấy cái vị này thần thông quảng đại như vậy mới la hét giống như người điên, bây giờ bay lên trên không như vậy, cảm phục quá. Ông vua và triều thần quỳ xuống đi xuất gia chung với vị đạo sĩ đó, là những đồ chúng, là những người cận sự nam, cận sự nữ, những môn đệ của vị đạo sĩ đó. Thì như vậy chúng ta thấy tự mình chỉ trích mình 6 lần thất bại,
tự mình dò xét mình, thất bại cái sau lần, rồi tự mình phòng hộ, à, chiến thắng, và sự an lạc đã đến với vị đạo sĩ đó. À, thì như vậy câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng mình sai, mình cứ biết sửa, à, mình phải kiếm lỗi của chính mình chứ đừng có kiếm lỗi người khác. Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta, ha. Tức là mình phải lo cho chính bản thân mình, ha. Rồi, buổi sinh hoạt đến đây xin được kết thúc, à, với những lời dạy của Đức Phật để chúng ta kiểm soát lại chính mình, được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin oai lực vô biên chia toàn giác độc giác và sinh văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nợ sạch cho quát chê nạc sô tử vô khô tụ sạc bạc đà. Do lời chân thật này khiến dân hòa phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền đối trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Hà Gia. Xin mời Thích Nhật, Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Khasamudayo ariyasacchang jayang tanha bonapvika nandira gasahagata tatatata pinandini sayyathi dangka matanha vavatanha vivavatanha katamain chafika vedu khasamudayo ariyasacchang ya yang tanha bonap fakwika nandira gasahagata tatatata vinandini sayyathi dangka matanha fakwatanha vifakwatanha tamang chasikha vedukha samudayo ariyasacchang jayang tanha bonap fakwika nandira gasahagata tatatata vinandini sayyathi dang kamatanha phakvatanha vipakvatanha katamain chasikha vedukha samudayo ariyasacchang jayang tanha bonap phakvika nandira gasahagata tatatata vinandini sayyathi dang kama tanha phakwa tanha vi phakwa tanha katamain chasikha vedukha samudayo ariyasacchang jayang tanha bonap phakvika nandira gasahagata tatatata vinandini sayyathi dang kama tanha phakwa tanha.